Hồi biên. Đông người trong người. Đông người. Chậm quá em ơi. Đỡ đẹp thế mà. Cái này đây, quyết đâu rồi? Đây ngồi mặt anh. Tối nay đi phun thắng sao được em? Xuyên đến đây tối nay đi phun sáng sao được? May ra thì hòa, anh nói rồi, những trận đấu lớn như thế này nó còn ăn nhau nhiều cái lắm. Rộng thế anh em. Rồi. Định lấy một sen của quyết à? Nó này sút khéo vẹo vòng gần đấy em đùa. Trời ơi, con trống này. Trời ơi, con trống này. Anh quay được rồi. Cùng quen đấy. Hoàng anh quay được quẩy rồi đấy. Kiểu gì anh có vặn sườn. Hai quả rồi. Có tam ba lận nè.
cứ dình 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 vô ra lên cao rồi. Để lên, con để lên. Rồi, cứ thế rồi, cứ thế rồi. Cứ cánh là được rồi. Bộ ba này mà nắn tốt hơn thằng. Vừa nói xong. Ba này nắn. Tối về mổ băng cái hình như Tuấn xét lại. Không quen rồi. Tầm này đá sân này Hoàng chỉ đứng bắn chứ không ta không chạy nhanh được, phối hợp nhanh Hoàng đã được. Đá tiếp theo người sau thôi. Thật vào, thật vào. Kéo xịt lưới ra một tí này em, sân đang rộng mà. Có chấn thương không em? Nếu mà có bà anh đánh thay người không mệt. Đông dãn này người đứng đây. Chạy nhanh em, cứ chạy nhanh em, mệt thì nghỉ, chạy nhanh vào. Hai này. Rồi. Còn hai. Qua đẩy hẳn nữa lên, đừng đứng đấy. Sát cái vôn đi. Mày quay cái ai cầm Tuấn? Huy Quang nó bảo nó không cầm thế ai cầm? Cầm nhà mà. Hôm trước mày cầm về từ ngày đến giờ mày có đi đâu lại bảo ai cầm? Ôi Thanh giờ mất kiệu. Ai đây? Mười phút một hiệp em. Còn tầm còn 2 phút nhá. Năm mươi 50 bỏ anh em nhá. Bài thôi đấy. Đứng cột 2 đợi hết rồi. Hôm nay 20 tháng 10 đây rồi, nay muốn làm một cái để mà phải gì con voi. Lên luôn, lên luôn. Đó đây. Tiền à? Lên. Nhanh chân lên Đạt ơi. Cô ta nhá.
Tùng làm gì có cơ hội để vào. Tùng với Tuấn, Tùng với Tuấn làm gì cơ hội được vào. Ngoài chính em với đội khác đó, cái đội xanh này bởi gì không có anh em mình hóa là rùa rùa. Quả cuối anh em nhá. Khéo khéo ngã em ơi. Hết giờ em ơi, hết giờ rồi.